Wow, nhìn cá săn lại chín vàng mới ngon mắt làm sao. Cá thòi lòi nướng thơm lừng mà đem cuốn với bánh tráng sen ta thì còn gì sánh bằng. Miếng cá giòn nhẹ bên ngoài, chắc ngọt bên trong, thoang thoảng vị cay cay của sốt ướp, chấm thêm vào muối ớt xanh the the nữa thì ôi thôi, hỏi sao món ăn đậm vị quê nhà này lại không gây thương nhớ cơ chứ. Ai mê cua đá Cà Mau thì giơ tay lên nào, có ngay món ngon đúng điệu cho bạn đây. Trước tiên phải trộn gia vị đá, cho muối, chà bông heo, chà bông tôm, ớt bột, đường, tỏi vào tô, trộn đều cho hòa quyện. Cho hỗn hợp gia vị vào chảo, thêm ít nước rồi cho cua đá vào rang. Đừng quên đảo đều tay cho thấm vị nhé. Vừa chi mà mùi thơm đã thoang thoảng rồi, thèm quá đi thôi. À, phải thêm lớp gia vị áo bên ngoài như vậy nữa nè. Giờ thì rang thêm cho chín tới là thưởng thức được rồi. Vị ngon ngọt trứ danh của cua Cà Mau thì ai cũng biết rồi. Đã vậy còn rang muối hấp dẫn như vậy nữa chứ. Bẻ một cái càng cua chắc thịt, chấm vào muối ớt xanh, cảm nhận vị ngọt tự nhiên của hải sản lan tỏa trong miệng. Ai mà đỡ chối từ. Đã xui về Cà Mau mà không kịp ăn món lương rau ngổ thì thiệt là thiếu sót. Còn ai chưa biết món này thì có thể tự làm tại nhà được thôi, không lo nhé. Trước hết phải cắt sả đã nào. Sau đó đem phi bột nghệ, thêm tương hột đâm, tí đường và muối. Giờ thì cho lương vào chảo ngay thôi, đừng quên một ít nước dùng nhé. Bí quyết cho món ăn có vị ngọt và béo nhẹ đây, đó chính là nước cốt dừa. Ta-da! Cứ như vậy ung cho đến khi lương vừa chín tới là được. Một tí nước mắm sẽ làm cho món ăn dậy mùi thơm. Gấp lương ra dĩa. Cho rau ngổ vào xào với nước ung lương cho chín tới. Giờ thì làm thêm chén mắm thấm trứ danh Nam Bộ nữa là xong. Cho sả vào nước cốt dừa, thêm đường, tương hột băm, đậu phộng băm, quậy đều cho hòa quyện. Cái ngọt thịt của lương mà đi cùng với vị thơm thơm đặc trưng của rau ngổ đúng là một sự kết hợp rên cá tuyệt vời. Thêm cái béo nhẹ của nước cốt dừa và vị bùi bùi của đậu phộng nữa thì trời ơi, ngon hết sảy. Nam Bộ có đủ món bánh tằm, nhưng ai đã trót thử món bánh tằm cây của đất Cà Mau rồi thì phải thốt lên rằng ăn một lần là ghiền. Cùng xem món này đặc biệt ra sao nhé. Cho thịt gà vào tô, thêm muối, đường, bột cà ri, tỏi băm, hành băm, rượu trắng, trộn thật đều cho thấm vị. Cho dầu điều vào chảo, thêm sả, tỏi, hành tím, ớt băm, hỗn hợp hành tây, gừng, bột điều, bột cà ri, rồi đảo đều cho thơm. Thêm một ít nước nữa là cho gà vào xào được rồi đó. Màu sắc đẹp mắt quá phải không? Giờ thì cho gà vào nồi nước dùng rồi rưới sốt lên trên. Một ít quế cây và hoa hồi sẽ làm tăng thêm hương vị đó. Chưa chi mà mùi thơm đã sực nức căn bếp rồi. Một chút nước bột năng như thế này sẽ làm cho nước cà ri có độ sánh nhẹ hấp dẫn. Ôi, nhìn miếng gà mà xem, bắt mắt quá phải không? Rưới nước sốt cà ri cay lên bánh tằm sợi nhỏ đặc trưng của Cà Mau, dùng chung với giá và rau sống, cảm nhận tất cả hương vị cay nồng lan tỏa trong miệng. Ai đi xa chắc phải nhớ, và ai mới ăn sẽ phải ghiền. Một món ăn bình dị như thế mà cứ thế nếu bước chân người hồi nào không hay. Kính thưa quý vị, trò chơi này vô cùng đơn giản. Chúng ta sẽ lắng nghe một đoạn nhạc, sau đó
hát những từ còn thiếu trên đoạn nhạc đó. Nhưng để được quyền trả lời của nó trước thì mình phải gấp được một cái cọng bánh tằm dài hơn đối phương. À. Và bây giờ sẽ là đoạn nhạc đầu tiên, xin mời. Mời gấp. Ai thì quan trọng là gấp cái cọng dài mới được trả lời nha. 5, 4, 3, 2, để xuống. À, mình dài hơn. Để xuống, để xuống. Mình dài hơn. Đây. Rồi. Rồi, mời Điền vào ổ trống. Về cái nước đầm dơi. Hát chồng có nói. Về cái nước đầm dơi. Nghe ai hát câu ru hời. Vỗ tay, không biết. Mời đoạn nhạc tiếp theo. Thương em đừng để duyên lỡ thời. Tội nghiệp ghê nghe sắc xe con tim tôi. Chừng nào về năm căng. Nhớ nhau qua lại cũng gần. Một lần về U Minh nghe. Mời gấp, mời gấp, mời gấp. 5, 4, 3, 2, một, hết giờ. Rồi, thì dài hơn rồi. Rồi, mời chị Điền vô trống. Nghe mũi kêu nhớ rừng Cà Mau. Dính hát, ai cho hát theo dính hát. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Một đều, một đều, một đều. Bây giờ sẽ là một đoạn nhạc cuối cùng. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Mời âm nhạc. Mai mốt Cà Mau em lớn. Có quyền nhắc cho nhau. Tuy út mơ xưa xoắn đẹp hơn. Cà Mau được đi không khó, mà chỉ khó có sông Vắng Đò. Em đứng mình lên luôn. Em đứng mình ên một phía. Và bây giờ đội chiến thắng và cân bằng tỷ số một đều là đội của chị Đỗ Thị, mời bước vào đại tiệc.